Xin chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về cái dự án ICO Coinzanito này. Thì cái dự án này hiện tại đang trong quá trình ICO và sẽ kết thúc sau 14 ngày 21 giờ 24 phút nữa. Các bạn có thể tham gia Janitor này giúp chúng tôi làm cho tiền điện tử hữu ích hơn. Coinzanito này là một cái dự án được cộng đồng tài trợ để thu thập tiền xu không hoạt động và trả tiền cho những người dùng để giao dịch. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm sạch thêm. Thì ở đây cái tổng số mã thông báo cung cấp trong cái ICO này là 100 triệu. Cái hard cap ở đây là 7 triệu 500 đô. Ngày ICO sẽ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Và mã thông báo 1 Ethereum sẽ tương ứng với 3.900 Janitor. Đơn vị tiếp tiền tệ chấp nhận được là Bitcoin, Ethereum, Đô và 40 an trên 40 an coin. Thì ở đây các bạn có thấy hát cả vào đây là 7.500.000 đô và tổng cái số mà đã huy động được là 2.036.518 đô. Đây là clip về cái giới thiệu về cái dự án này. Thì làm nào để cái dự án này hoạt động thì Coinzanito sẽ mở cái khóa giá trị bị mắc kẹt trong cái đồng tiền không thành công và dưới đây là cách thực hiện. Tại sao nó tuyệt vời để trở thành một cái người giữ Zanito? Thì có ba lợi ích chính là chủ sở hữu của Zanito sẽ được hưởng. Đó là cái nhu cầu cao, họ sẽ nắm giữ một cái nguồn tài nguyên khan hiếm là người duy nhất trên thị trường có thể được sử dụng để mua đồng tiền chết và mở khóa giá trị bị mắc kẹt trong họ để làm cho nó trở lại vào cái thị trường tiền tử này. Và hiệu ứng mạng thì cái sự va chạm của cộng đồng tiền xu chết và các tài sản tiền xu chết khác dưới một cái mái nhà duy nhất là dự án Coinzanito. Công cụ và tài nguyên truy cập vào tất cả các dữ liệu của Coinzanito cùng với các công cụ và tài nguyên mà Coinzanito sẽ phát triển từ nghiên cứu của mình và các tài sản mà nó tích hợp từ các dự án tiền xu chết. Thì đây là những cộng sự partner của dự án này gồm có những coin firm Qubit, ICO Mint, Titanium Blockchain, CLK, Titanium Technology, Blue Chip Vision. Ở đây thì cái chương trình cái số lượng tiền xu theo khối lượng giao dịch thì hầu hết các đồng tiền tồn tại không thể được giao dịch, một số thậm chí đã bị bỏ rơi và khiến người dùng bị rời khỏi cái thị trường hoàn toàn. Thì ở đây có những cái phần trăm tiền xu bị bỏ rơi chiếm bằng này phần trăm và cái tiền xu có khối lượng giao dịch cũng chiếm tương đương với số tiền bỏ rơi. Và tiền xu có khối lượng giao dịch hàng ngày ít hơn 1 triệu sẽ chiếm khoảng 30%. Tiền xu không được liệt kê ở đây sẽ chiếm khoảng 50%. Và cái phần tiền xu bỏ rơi và tiền xu có khối lượng giao dịch chắc chiếm khoảng 10%. Thì số tiền xu được thị trường cap ở đây thì sự giàu có tập trung chủ yếu vào các đồng tiền có giá trị thị trường từ 1 tỷ đô trở lên, nhưng có hàng ngàn người dùng trên cái đồng tiền có giá trị vốn hóa thị trường gấp hơn 50.000 đô. Chúng tôi đang tìm kiếm để chào đón tất cả những người dùng đó vào cộng đồng của Coinzanito này. Thì số lượng tiền xu ở đây theo từng thị trường màu xanh dương và tổng vốn hóa thị trường theo phân khúc là màu xanh nha và cây. Thì đây là cái giao diện của cái chương trình ICO này, sẽ kết thúc sau 14 giờ 21 ngày và 21 nữa. Thì đây là đội nhóm của cái dự án này gồm có ICO, gồm có CEO là ông Mark Kenny Burr, ông CTO là ông Asad Yusufo, ông Tahikaza là có lấy cái ý tưởng coi Janitor cho tôi một cái ý tưởng để tham vọng mang tính cách mạng với thông điệp tuyệt vời cho ý tưởng mật mã đang phát triển này. Ông Steve Gisser là kiến trúc sư kinh tế, ông Theo Morgan Somo là CIO, CMO là ông TG Seller. Thì đây là cái phân phối mã thông báo của cái coi Janitor này. Bán hàng của chúng tôi nhằm mục đích để được bao gồm trong khi cho phép chúng tôi giữ một cái dự trữ và cho phép chúng tôi để đạt được cái mục tiêu của chúng tôi. Dưới đây là cách chúng tôi phân phối cái mã thông báo Coinzanito này sau khi bán hàng. Thì ở đây có 10% dành cho nhà sáng lập và đội nhóm team. Chiến dịch tiền thưởng bonus là 5%, đối tác partner là 5%, mã để mua tiền xu không thành công là 30% và bán công khai là 50%. Thì cái thẻ thành viên của nhóm sẽ bị đóng băng cho đến hết đến năm 2019. Cái lợi ích của cái tham gia dự án này thì có 4 người chính sẽ được hưởng lợi từ cái dự án Coinzanito này. Mọi người có thể
thuộc về nhiều hơn một trong những nhóm này cùng một lúc, có nghĩa là họ sẽ được hưởng lợi thêm trên mỗi nhóm họ có thể tham gia. Sau đây là những nhóm người sẽ được hưởng lợi từ cái dự án Core Janitor này và cách họ sẽ hưởng lợi. Thì người sử dụng đồng tiền xu thất bại, họ sẽ được hưởng lợi từ cái cơ hội để lấy lại cái giá trị từ tiền xu không thể bán được. Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc tham gia một cộng đồng sẽ phát triển theo cấp số nhân, vì Core Janitor sẽ tiếp tục hưởng như các cộng đồng của các đồng tiền không thành công khác mà sẽ bị cắt đứt khỏi thị trường. Thì người dùng Core Janitor thì họ sẽ được hưởng lợi từ một việc tạo ra một cái nền kinh tế mới không tồn tại nếu không. Nền kinh tế này sẽ dựa trên cái việc mở hóa giá trị bị mắc kẹt trong các đồng tiền không thành công và đạt được hiệu ứng mạng bằng cách hợp nhất các cộng đồng của những đồng tiền thất bại này thành một đồng tiền duy nhất. Người tạo dự án, họ sẽ được hưởng lợi từ việc tạo ra một dự án chưa từng thấy trong không gian, mở ra một cái cuộc cạnh tranh tranh luận bằng rằng những người đam mê tiền điện tử nên có cách tốt nhất để đối phó với đồng tiền không thành công và đặc quyền, dẫn đến một cộng đồng mới được tạo ra có ích cho những người đam mê tiền điện tử và thị trường trên mạng. Về cái thị trường thì các thị trường tiền điện tử sẽ được hưởng lợi từ hai loại ngoại tác tích cực của mà dự án Core Center này sẽ sản xuất, giảm sự pha loãng trên thị trường thông qua việc ngừng hoạt động của blockchain bảy giá trị và khả năng của Core Center sẽ trở thành phương tiện mà các giá trị mắc kẹt có thể được chuyển đến nơi khác trên thị trường. Thì đây là đội hỗ trợ của dự án này, những ban cố vấn ví dụ như ông Aaron Ratner, người đầu tư Bitcoin của Iceland, Joseph Mack, giám đốc điều hành tại Polygon, Warren Jacob, MD tại ActiveWin, Eric Penn, MD tại CryptoPay. Về cái trang tin tức của cái dự án này thì có rất nhiều, các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như một số cái tiêu đề về Magenta sẽ chấp nhận hơn 40 altcoin cho ICO, hay là gặp gỡ đội Steve Genisser có trụ sở tại Canada. Thì ông Senator này là một cái nhà phân tích điện tử và chuyên về kinh tế. Hay gặp gỡ đội Steve Scheller có trụ sở tại Manchester, Anh. Thì TV Steller là một chuyên gia tiếp thị ở Nam Phi và có truyền thống lâu đời trong cái không gian điện tử này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây. Hay để lại email ở đây để có thể đăng ký những thông tin mới nhất về cái dự án này. Đây là những cái bài báo tin tức mà vừa nãy mình chúng ta có thể truy cập thêm. Đó, thì chúng ta cùng quay trở lại về cái trang chính thức của cái dự án. Thì bạn có thể để lại email ở đây có thể tham gia vào cái dự án này, ngay cập nhật thông tin mới nhất về cái dự án Coin Genito này. Ở đây là cái roadmap lộ trình của dự án. Thì ở đây có cái bắt đầu cái thành lập cái ý tưởng phát triển cái dự án này. Và bây giờ hiện tại đang trong mùng 1 tháng 5 là đang mở cái cuộc ICO này, và 1 tháng 5 sẽ kết thúc. Và quý 2018 sẽ có cái token mã thông báo đầu tiên cho cái swap này. Và đến 2019 quý 1 thì Core Center sẽ có cái giai đoạn 2 của CBA. Đây là một số những câu hỏi thường gặp về cái dự án này, bạn kiếm tiền từ dự án như thế nào? Và có thể có câu trả lời luôn. Những quốc gia nào không được phép đóng góp? Tại sao không có vốn? Rồi khi nào bạn sẽ được liệt kê vào trên sàn giao dịch này? Làm thế nào để tôi có thể nhận được tiền xu Genicoin? Tôi có thể làm gì với tiền xu Genicoin? Đồng tiền nào được chấp thuận? Thì ở đây có sẵn Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash hoặc có thể cả qua tiền mặt đô. Tầm nhìn của công ty này như nào? Đây. Thì chương trình tiền thưởng của dự án này thì chúng tôi vô một thông báo rằng chúng tôi đang cho đi 2,5 triệu thẻ Genicoin để truyền và thông tin về Coin Senator. Thì các bounty bao gồm các nhiệm vụ đơn giản sẽ giúp chúng tôi trong suốt cái quá trình ICO này và vượt ra khỏi ngoài nó. Hãy xem tiền thưởng nào phù hợp nhất với bạn và tham gia xây dựng cộng đồng Genicoin này cùng với chúng tôi. Các bạn có thể kiểm tra, click vào đây để kiểm tra những cái phần trăm bonus. Thì đây là những cái trang và thông tin truyền thông trong dự án này như dây Bitcoin, News, rồi Crypto, hay là CCN, hay CoinIdle.com, Blockchain News Outlet, Bitcoin Exchange Guys, Coin Speaker, Bitcoin Chaser, Zai Crypto. Đây là danh sách ICO có lượt rating khá là cao cho cái dự án này. Ví dụ ICO Vans, ICO Chis, ICO Lust, Coin Gecko, ICO Club, Coin Hero, Tokener, Long Kitchen, ICO Chip, Top ICO League, rất nhiều. Các bạn có thể để lại email và đặt những câu hỏi của mình thắc mắc về dự án này để gửi về nhóm thư của chúng tôi, hoặc các bạn có thể tìm hiểu qua
vào trang truyền thông xã hội Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok và có thể chat live trực tiếp ở đây. Đây là trang báo tin. Trên đây là thông tin review đánh giá của mình về cái dự án ICO Janitor này. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ để được hưởng những cái ưu đãi lớn nhất của dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.